Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục giải xếp bài tập Unit 8 in the park trong công viên các em nhé. Number 1. Look and match. Look and match. Em hãy nhìn và sau đó nối nhé. Number 1, what can you see here? Okay. Hair. Hair. Mái tóc. Number 2, horse. Horse. Chú ngựa. Number 3, hand, hand, bàn tay. And number 4, hat, hat, cái đầu đúng không nào? Okay. Listen and tick. Listen and tick. Em hãy nghe, sau đó em chọn đáp án nhé. Unit 8, in the park. Page 25. Activity 2. Listen and circle. 1. Touch your hair. 1. Touch your hair. Hãy chạm vào mái tóc của bạn. 2. Touch your head. Number 2. Touch your head. Hãy chạm vào đầu của bạn. 3. Touch the horse. Touch your horse. Hãy chạm vào chú ngựa nào. 4. Touch your hand. 4. Touch your hands. Hãy chạm vào bàn tay của bạn nhé. Okay. Look and trace. Ở phần này, các em sẽ được học cách viết chữ H in hoa. Chữ H trong tiếng Anh chúng ta sẽ đọc là H và nó sẽ phát âm là các em nhé. Các em thấy có đơn giản không? Cũng giống như là cách viết chữ H trong tiếng Việt của mình thôi, đúng không nào? Chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo các em nhé. Look and write, then say. Em hãy nhìn và viết, sau đó hãy đọc to từ đó lên nhé. Câu số 1. Picture 1. Hat. The missing letter here is H. Chúng ta thiếu một chữ H. Và ở đây chúng ta sẽ đọc là hat. Hat, cái đầu. Number 2. The horse. The horse. Đây là một chú ngựa. Number 3. Hand. Hand, bàn tay. And number 3. Number 4. Hair. Hair, mái tóc đúng không nào? Read a number. Read a number. Em hãy đọc và sau đó sẽ đánh số các bức tranh nhé. Em sẽ nối những từ tương ứng với các hình ảnh. Your hair. Your hair là mái tóc của bạn đấy. Bức tranh đầu tiên là một tên chỉ vào mái tóc. Number 2, your hat. Your hat, cái đầu của tôi. Cái đầu của bạn. Number 3, your hand. Your hand, đôi, cái bàn tay, cái đôi tay của bạn đấy. Vậy chúng ta hãy cùng đọc lại nhé. Your hair, your hair. Your hat, your hat. Your hand, your hand. Okay. Game, do the puzzles. Then point and say. Games, bạn hãy chơi game, giải câu đố, sau đó chỉ và nói. Thì ở đây đề bài của chúng ta đã bị thừa chữ A ở đây các em nhé. Chữ A ở đây phải thay bằng chữ O thì đúng nhé. Vậy chữ O và đây chữ con ngựa thì chữ hair, mái tóc thì lại đúng rồi. Chữ hair là ở mái tóc thì đúng. Nhưng mà chữ A ở đây lại phải là thay bằng chữ O cơ. Rồi, vậy chúng ta sẽ sửa lại và con ngựa sẽ là horse. Chữ O ở đây các em nhé, chứ không phải chữ A đâu. Rồi, ok, vậy chúng ta cùng đọc lại. Mái tóc chúng ta sẽ đọc là hair. Hair. Chú ngựa chúng ta sẽ đọc là horse. Horse. Ok. Project find and color Hoa's hair, hands and the horse. Then point and say. Dự án, hãy tìm và tô màu mái tóc của Hoa. Bàn tay của Hoa và chú ngựa nhé. Sau đó bạn hãy chỉ và nói áp dụng mẫu câu bên dưới. Horse hair, horse hands, horse heart. Ok.
Vậy thì đâu là mái tóc của hoa các em? Mái tóc của hoa cô sẽ tô màu đâu các em nhé? Đây, đây cô lại tô lỗi mất rồi. Các em hãy tô đúng mái tóc của hoa nhé. Rồi, đôi bàn tay của hoa thì cô sẽ tô màu gì đây các em? Các em sẽ tô đôi bàn tay của hoa màu. Rồi, ở đây cô tô cả cánh tay rồi bởi vì cô không chia được. Nhưng mà bàn tay cô hướng dẫn các em là chúng ta chỉ vẽ vết bàn tay đây. Gồm có 5 ngón tay và mu bàn tay thôi các em nhé. Và chúng ta sẽ tô màu hai bàn tay. Tiếp theo là chú ngựa này các em ơi. Chú ngựa thì chúng ta sẽ tiếp tục tô màu cho chú ngựa nhé. The horse, chúng ta tô màu chú ngựa màu da cam. Ok. Rất là đẹp phải không nào? Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe và nhắc lại nhé. Hoa's hair. Hoa's hair là cái mái tóc của hoa. Mái tóc của ai thì cái từ mái tóc sẽ đứng đằng sau và tên người sẽ đứng đằng trước. Giữa mái tóc và tên người sẽ có dấu phẩy S các bạn nhé. Dịch chúng ta sẽ dịch là mái tóc của hoa. Hoa's hands. Hoa's hands. Hoa's hands. Đôi bàn tay của hoa. Hoa's horse. Hoa's horse. Ở đây từ hoa thì người nước ngoài người ta đọc nghe nó hơi lạ đúng không các bạn? Hoa's horse là cái con ngựa của hoa đúng không nào? Okay. Our lesson finished today. I hope you like it and wish to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây các em nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tới.